Bộ Công Thương vừa có cảnh báo người dân cảnh giác với 14 doanh nghiệp chưa đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã tổ chức kinh doanh. Có 14 doanh nghiệp bán hàng đa cấp mặc dù chưa đăng ký kinh doanh nhưng đã hoạt động trong thời gian qua, trong đó hầu hết các doanh nghiệp này có trụ sở tại Hà Nội với 11 đơn vị, 3 doanh nghiệp còn lại ở Nghệ An, Quảng Nam và Bà Rịa Vũng Tàu. Bộ cảnh báo người dân cảnh giác hơn với các đơn vị này để tránh tình trạng bị lừa thiệt hại tài sản.